Vâng, em xin kính chào toàn thể quý khán giả trên kênh của Phượng Kỳ TV, cũng như quý khán giả yêu mến các thiết bị mang thương hiệu Made in Jabang trên mọi miền Tổ quốc. Em rất vui lại được đồng hành với quý vị và các bạn trong cái video ngắn ngày hôm nay. Và trong cái video ngắn này thì em sẽ có một số các sản phẩm muốn được review và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn. Và trước khi đi vào phần review và báo giá các sản phẩm trong video ngày hôm nay về đến tận tay cho quý vị và các bạn, thì quý vị và các bạn hãy tạm dừng tay lại một giây lát và nhấn cho em một like, và nếu có thể nhấn cho em một lượt đăng ký, sau đó bấm chuông để không bỏ lỡ tất cả những video kế tiếp. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và cái sản phẩm đầu tiên mà em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn đó là một cây guitar Moritz V30, đời chữ ký rất là đẹp luôn. Và thoạt nhìn bên ngoài thì quý vị và các bạn cũng nhìn được cái hộp đựng guitar rất là đẹp. Và bên trong là một cây guitar Moritz V30 đời chữ ký được làm hoàn toàn 100% bằng gỗ tự nhiên quý vị nhá. Và em sẽ quay cái số series của cây guitar để quý vị và các bạn cùng quan sát được. Moritz V30 đời chữ ký, hàng Made in Jabang. Và điều đặc biệt là cây guitar này được làm hoàn toàn 100% bằng gỗ tự nhiên. Và những cây guitar được làm bằng gỗ tự nhiên thì nó có chất âm rất là hay. Và đây là cái chỗ để chúng ta chạy gam, nó cũng không để lại quá nhiều dấu vết vân tay, và điều đó chứng tỏ rằng là cây guitar này gia chủ người ta rất là ít sử dụng. Và cây guitar này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 7 triệu. Với mức giá là 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 7 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà. Còn khi quý vị và các bạn ship code thì em xin thông báo là em sẽ không bao có tiền cước nội địa quý vị nhé. Và điều đặc biệt của cái guitar này thì quý vị và các bạn cũng nhìn được ở cái góc quay này. Đó là những tay chỉnh dây, nó không có hiện tượng bị oxy hóa. Tất cả cái lớp mạ chrome của nó vẫn còn rất là mới, rất bóng, rất đẹp luôn. Và đây là số series của cái guitar. Rất đẹp luôn ạ. 7 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 7 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và ngoài ra thì em sẽ tặng quý vị và các bạn một bộ dây guitar đến từ USA. Một bộ dây guitar của USA rất đẹp luôn. Để quý vị và các bạn thay thế hộ em. Rất đẹp. Hộp đựng guitar rất xịn sò luôn. Và tạm thời em sẽ để cây guitar này ra một bên để em review các sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay. Rất xịn sò luôn. Và tiếp tục thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một cái robot hút bụi Balasolic của Nhật. Hàng nội địa của Nhật, hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật quý vị nhé. Đây là hàng cấm xuất khẩu sang nước thứ hai ạ. Và tiếng Nhật thì nó có 3 tiếng. Tiếng đầu tiên là tiếng Anh, là Jabang. Và tiếng thứ hai là Nihon, là tiếng Nhật. Và tiếng thứ ba là Nippon. Thì đây là tiếng Nihon quý vị nhé. Nihon Jabang có nghĩa là hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật. Cái này quý vị và các bạn bấm máy, sau đó quý vị vào Google dịch hộ em cái từ này. Đời 2017 và số series của máy là... Đời 2017 quý vị nhé. Và số máy là MCRS200K. Máy trọng lượng là 3 kg và DC là 14,4V. Rất đẹp luôn ạ. Đối với hàng của Nhật thì quý vị và các bạn cũng thấy họ thiết kế cũng rất đơn giản, nhưng độ bền của máy thì rất là tuyệt vời. Ngoài ra máy còn có điều khiển. Và sau khi chúng ta bật nguồn bên trong, ở bên trong nó có nút bật nguồn quý vị nhé. Ở trong nó có một nút bật nguồn. Đó. Bật nguồn, sau đó là chúng ta sẽ bấm cái này để bật nguồn. Ok, sau khi chúng ta bật nguồn xong thì chúng ta sẽ bấm khiển. Máy chạy rất êm luôn. Máy chạy cực kỳ êm. Và chiếc robot hút bụi của Nhật này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 5 triệu rưỡi. 5 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 5 triệu 500 ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Với mức giá là 5 triệu 500 này em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà. Còn khi quý vị và các bạn ship code là em xin thông báo em sẽ không bao có tiền cước nội địa quý vị nhé. Và tiếp tục trong video ngày hôm nay thì em về được 3 cái loa Bluetooth. Hàng chưa sử dụng quý vị nhé. 1, 2
3 và một cái thì đã qua sử dụng. Đây là một cái đã qua sử dụng quý vị nhé. Và hàng xài lướt như thế này, không hộp em bán về Việt Nam với mức giá là 2,8 triệu. 2,8 triệu này em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Đây là hàng xài lướt không có hộp quý vị nhé. Và đối với hàng không được, chưa được sử dụng tại Nhật thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3,5 triệu. Hàng chưa bóc băng dính luôn quý vị nhé. Hàng chưa bóc băng dính luôn ạ. Đó, quý vị quan sát thật kỹ em, hàng chưa bóc băng dính nhé. Cái lớp băng dính tròn này của hãng sản xuất người ta vẫn chưa bóc quý vị nhé. Thì điều đó chứng tỏ rằng cái loa Bluetooth này chưa được sử dụng. Còn đối với những cái loa mà đã bóc như thế này rồi, đã bóc cái lớp băng dính này là hàng đã xài lướt. Hàng đó thì em, hàng xài lướt có hộp thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. Còn hàng chưa được sử dụng tại Nhật em bán về Việt Nam với mức giá là 3,5 triệu. 3,5 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Trong video ngày hôm nay em có 3 cái quý vị nhé. Máy rất đẹp luôn ạ. Đây là một mẫu loa bán rất chạy tại thị trường của Nhật. Trên đây em có một cái nữa. Đó, trong video ngày hôm nay em có 3 máy. 3 máy như thế này. Bác nào nhanh tay thì chốt hộ em. Và với mức giá là 3,5 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 3,5 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một tuyệt phẩm cho video ngày hôm nay. Đó là một chiếc đài sáp QT88. Như quý vị và các bạn cũng đang thấy trên màn hình. Đây là một chiếc đài sáp màu ghi, có nghĩa là màu xám hoặc là màu lông chuột. Nó có rất nhiều cách gọi màu. Và thông thường thì em hay gọi cái màu này là màu ghi, bản xám. Cái bản này thì nó rất thích hợp với lại mệnh kim. Đặc biệt là bác làm mệnh kim thì rất là thích hợp luôn. Và cái đài sáp QT88 này thì em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn 6 tháng. Và giá em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. Và em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn 6 tháng. Và trong thời hạn bảo hành, nếu như có sự cố gì thì quý vị và các bạn cứ mang ra thợ dùm em. Và khi mà quý vị và các bạn mang ra thợ xong thì quý vị và các bạn chụp cái hóa đơn lại cho em để em thanh toán cho quý vị và các bạn. Và thời hạn bảo hành thì em sẽ tính từ lúc bắt đầu khi quý vị và các bạn nhận hàng là thời hạn bảo hành sẽ có giá trị. Và với mức giá là 14 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và cái đài sáp này thì nó còn nguyên bản 100% quý vị nhé. Và đặc biệt là cái dây nguồn của nó vẫn còn nguyên bản. Cái dây nguồn của nó vẫn còn nguyên bản theo máy quý vị nhé. Dây nguồn xịn theo máy là nó sẽ có màu vuông, nó sẽ có hình vuông như thế này. Đó. Và đây là mặt đằng sau của máy. Và đây là mặt đằng sau của máy. Và tiện đây em đang review cái mặt đằng sau này. Thì em sẽ chỉ cho quý vị và các bạn một cái nhược điểm duy nhất của cái đài sáp QT88 này. Và quý vị và các bạn hãy quan sát thật kỹ của em ở góc quay này. Đây là cái chỗ để bắt cái đầu anten. Khi mà chúng ta hạ cái cần anten xuống ấy thì nó bị gãy. Đó, quý vị thấy không ạ? Nó bị gãy rồi, em rất là tiếc, em không biết làm cách nào được. Và đây là một cái nhược điểm duy nhất của cái đài sáp này. Còn lại tất cả các chức năng của đài sáp rất là ok. Đặc biệt là cái lớp mạ chrome này quý vị và các bạn cũng thấy không có hiện tượng bị bong chóc, không có hiện tượng bị mốc, không có hiện tượng bị oxy hóa quý vị nhé. Đó, rất đẹp luôn. Và em sẽ quay ra mặt đằng trước để em review đến toàn thể quý vị và các bạn. Rất đẹp, một cái đài sáp QT88 rất là hiếm trên thị trường. Và hôm qua em đi thị trường rất là may em gặp được. Dân người ta vừa mang đến thì em đợi người ta bán xong. Em đợi tiệm người ta mua xong thì em vào em mua lại. Và sau đây thì em sẽ test cái chức năng của đài sáp để quý vị và các bạn cùng quan sát được. Đầu tiên thì em sẽ test chức năng radio. Thì để nghe radio thì chúng ta bấm nguồn vào. Đây là FM của chế độ AM thì chúng ta bấm vào. Chế độ ba lăng của loại của đài vẫn rất là cân quý vị nhé. Và đặc biệt đối với những đài sáp QT88 thì nó chia ra làm hai model. Một model xuất khẩu là không có equalizer. Còn model hàng chỉ sử dụng tại thị trường nội địa của Nhật thì nó có equalizer quý vị nhé. Cho nên là rất nhiều bản QT88 không có equalizer, đó là hàng xuất khẩu sang Đông Âu hoặc là sang thị trường Đông Nam Á. Còn đối với thị trường của nội địa của Nhật thì bao giờ người ta cũng làm equalizer,
Và đối với chiếc đài sáp QT88 mà có equalizer thì chất âm của nó rất là hay. Và cái đài sáp này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. 14 triệu này em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn 6 tháng. Còn nếu như quý vị và các bạn không muốn bảo hành thì quý vị và các bạn cứ nhắn tin vào Zalo cho em sẽ thỏa thuận lại giá cho quý vị và các bạn. Máy rất đẹp luôn ạ. Và sau đây thì em sẽ test chức năng cassette của đài. Thì đầu tiên để nghe chức năng cassette thì chúng ta lại bấm cái nút đỏ này ra. Sau đó thì chúng ta bật cassette. Vâng, em xin phép là cái băng của em là băng quốc tế cho nên em sẽ không để nhạc quá nhiều. Rồi bây giờ em sẽ tua để quý vị và các bạn cùng quan sát nhé. Đầu tiên thì em sẽ tua phải. Máy tua rất là êm luôn ạ. Thì cái đài sáp này em cố gắng em review kỹ một chút để quý vị và các bạn cùng trải nghiệm. Máy tua rất là êm, cơ rất là êm và đặc biệt là cơ của nó vẫn còn rất khỏe quý vị nhé. Rồi em play. Và bản test của cái đài sáp QT88 này thì em đã đăng lên trang nhật ký của Zalo. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm xin vui lòng vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test. Ngoài ra thì em sẽ test với thời lượng dài hơn và em sẽ gửi vào tin nhắn riêng cho quý vị và các bạn. Vì trên nhật ký Zalo thì họ khống chế dung lượng cho nên là em không đăng được bản test quá là dài. Và bản test dài hơn thì em sẽ gửi vào tin nhắn riêng cho quý vị và các bạn. Sau đây thì em sẽ test được cửa băng bên phải. Đầu tiên em tua. Máy tua rất là êm ạ. Ok, em sẽ play. Rồi, em xin phép là em sẽ không để nhạc quá lâu quý vị nhé. Bởi vì em để nhạc lâu là sẽ bị YouTube họ đánh bản quyền. Cho nên là em xin phép quý vị và các bạn. Và bản test em sẽ đăng lên trang nhật ký của Zalo và em sẽ gửi riêng cho quý vị và các bạn. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test chi tiết hơn, đầy đủ hơn về cái đài sáp QT88 này. Và cái đài sáp QT88 này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 14 triệu. 14 triệu là em sẽ bảo hành cho quý vị và các bạn 6 tháng. Và trong thời hạn bảo hành có sự cố gì thì quý vị và các bạn cứ mang ra thợ giùm em. Và quý vị và các bạn cứ chụp hóa đơn lại, em sẽ thanh toán lại cho quý vị và các bạn. Và tạm thời thì em sẽ để cái đài sáp QT88 này ra một bên và em sẽ review các sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và cái sản phẩm tiếp theo mà em sẽ review đến toàn thể quý anh chị và các bạn đó là những chiếc đồng hồ để bàn rất là nhỏ nhắn và rất là xinh xắn trong video ngày hôm nay em có được. Đầu tiên em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một cái đồng hồ Citizen Ubly. Rất đẹp luôn ạ. Và cái đồng hồ Citizen dạng Ubly này được làm bằng nhựa quý vị nhé. Được làm bằng nhựa giả Meca. Người ta đã sơn một lớp sơn màu đồng. Rất là đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ Ubly này thì em xin thông báo để em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp luôn ạ. Máy sử dụng một quả pin chung quý vị nhé. Máy sử dụng một quả pin chung duy nhất. Và chiếc máy này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Em đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ thì em sẽ bao ship về tận nhà. Trong trường hợp quý vị và các bạn nhận hàng bị vỡ, bị hư, em sẽ đền quý vị và các bạn một cái sản phẩm khác. Đặc biệt nếu như em không tìm được hàng để thay thế cho quý vị và các bạn thì em sẽ hoàn lại tiền cho quý vị và các bạn. Và với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và ngay sau đây thì em sẽ đo chiều cao của cái máy này để quý vị và các bạn cùng quan sát được kích thước tổng thể của cái đồng hồ để hiệu quân xoay này. Và chiều cao của nó là xấp xỉ 28 cm ạ. Một chiều cao rất đẹp luôn. Và với 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 2 triệu thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp. Và tạm thời thì em sẽ để cái máy ra một bên và em sẽ review các sản phẩm tiếp theo. Rồi tạm thời em sẽ để ra một bên đã. Rồi em sẽ review cái sản phẩm tiếp theo trong video ngày hôm nay. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý anh chị và các bạn một chiếc đồng hồ để bàn hệ Master. Rất là đẹp luôn.
một chiếc đồng hồ đeo bàn rất nhỏ nhắn và xinh xắn, rất là đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ đeo bàn này nếu như để trên bàn học của các em học sinh thì rất là tuyệt vời. Mỗi lần buồn ngủ thì lại nhìn đồng hồ một cái là hết buồn ngủ. Từ đó các em học sinh sẽ tập trung vào làm những bài toán ma trận. Và chiếc đồng hồ đeo bàn này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy còn nguyên cả giấy tờ, hướng dẫn sử dụng của hãng. Rất đẹp luôn ạ. Máy rất là mới quý vị nhé. Máy được làm bằng mica giả kim loại và đã được mạ một lớp màu đồng cháy rất đẹp luôn ạ. Và chiếc đồng hồ này thì nó có chiều cao xấp xỉ khoảng 20. Nó có chiều cao xấp xỉ khoảng 23 cm, điểm cao nhất là khoảng 23 cm và mặt ngang lớn nhất của đồng hồ là khoảng 14 cm. Và chiếc đồng hồ này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Ở với mức giá là 2 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Quý vị và các bạn nhanh tay hãy chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Và tiếp tục thì em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ độc lạ của Citizen. Hàng made in Japan, máy rất đẹp luôn ạ. Một thiết kế mang phong cách cổ điển cực kỳ đẹp. Ở trên là mặt kim loại và kế đến là một lớp gỗ, quý vị nhá. Một lớp gỗ dày khoảng 1 phân. Và ở dưới cũng là cũng mặt bằng kim loại. Sau đó là lớp đế bằng gỗ. Và bốn bên cạnh là bốn trụ được làm bằng kim loại quý vị nhá. Và tất cả cái lúm vặn này của nó được làm bằng kim loại. Và chiếc đồng hồ này để bàn này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. 3 triệu là em cũng sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 3 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp luôn ạ. Ở ngày nay đi thị trường mà để gặp được những chiếc đồng hồ để bàn này thì rất là hiếm. Và em rất là may mắn sở hữu được những chiếc đồng hồ để bàn vừa rẻ tiền mà vừa đẹp để giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và đây là con xoay ở dưới. Quý vị và các bạn nhìn con xoay rất đẹp luôn ạ. 3.500.000 là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 3.500.000 ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Hàng made in Japan quý vị nhé. Hàng made in Japan ạ. Và bây giờ em sẽ đo chiều cao của cái đồng hồ này để quý vị và các bạn nắm rõ được kích thước chiều cao của đồng hồ. Từ đó quý vị và các bạn có thêm những sự lựa chọn dành cho riêng mình. Và chiếc đồng hồ đeo bàn này nó có chiều cao xấp xỉ 29 cm quý vị nhé. Chiều cao của nó xấp xỉ 29 cm ạ. Và chiều ngang của đồng hồ là xấp xỉ 19 cm. Một chiều ngang rất đẹp luôn. Và độ sâu của đồng hồ. Độ sâu của đồng hồ xấp xỉ khoảng 9 cm. Và với 3 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 3 triệu rưỡi ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp luôn ạ. Và tiếp tục thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ của Seiko. Rất đẹp luôn. Seiko được làm bằng mica giả kim loại quý vị nhé. Đây là mica giả kính. Và ở trên là mica giả kim loại. Và chiếc đồng hồ đeo bàn này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Máy rất là mới ạ. Đây là mica giả kính quý vị nhé. Đó. Và ở dưới là mica giả kim loại. Và đây là mặt đằng sau của đồng hồ ạ. Máy rất mới. Và đây là hồi bên phải của đồng hồ. Và chiếc đồng hồ này thì em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Và với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào cho em. Và với 2 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà. Và chiều cao của máy xấp xỉ là 30 cm ạ. Và bề ngang lớn nhất của máy là xấp xỉ 20 cm quý vị nhé. Xấp xỉ 19,5 là chính xác luôn. Và với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đầu đọc đĩa than của hãng Yamaha GT2000. Đây là một phiên bản rất là cao cấp của hãng Yamaha. Và ngay sau đây thì em sẽ test thử để quý vị và các bạn cùng thấy được chất âm của cái đầu đĩa than này.
Và sau khi chúng ta cắm điện thì chúng ta sẽ bật nguồn. Và sau khi bật nguồn thì cơ nó sẽ chạy và chúng ta sẽ lâng cái kim này lên. Chúng ta sẽ lâng kim này lên. Đó. Sau đó là chúng ta gạt cần ra. Đến vị trí hạ kim thì chúng ta dừng lại. Và sau đó chúng ta hạ kim xuống. Và ngay sau đây thì em sẽ tăng volume để quý vị và các bạn cùng nghe thử. Vâng, em lại giảm âm lượng đi ngay. Bởi vì nhạc quốc tế, em xin phép là em sẽ không để nhạc quá là lâu. Và bản test của cái đầu đĩa than Yamaha GT2000 này thì em đã đăng lên trang nhật ký của Zalo. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm, xin vui lòng vào trang nhật ký Zalo của em để theo dõi bản test. Và chiếc đầu đọc đĩa than GT2000 của hãng Yamaha này, em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 40 triệu. Em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 40 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất là lặng quý vị nhé. Và em sẽ đo kích thước tổng thể của cái máy đĩa than này để quý vị và các bạn cùng quan sát được kích thước tổng thể của máy. Và chiều ngang của nó là 54,5 cm. Chiều ngang của máy là 54,5 cm. Và chiều sâu của máy là xấp xỉ 39 cm quý vị nhé. Chiều sâu là 39,5 là chính xác luôn. Và chiều cao của máy là 22 cm ạ. 22 cm. Và chiếc máy đọc đĩa than của hãng Yamaha GT2000 này, em xin thông báo lại là em bán về Việt Nam với mức giá là 40 triệu. 40 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Quý vị và các bạn thấy cái meca này của nó vẫn còn rất trong quý vị nhé. Và để mua được chiếc Yamaha GT2000 này ở Nhật rất là hiếm. Vì bên Nhật người ta bán rất là cao quý vị nhé. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chú kỳ lân phong thủy rất đẹp trong video ngày hôm nay. Em lại về được một chú kỳ lân nữa. Và chú kỳ lân này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Chú kỳ lân này nó có chiều cao là xấp xỉ 30. Chiều cao của chú kỳ lân này là xấp xỉ 35 cm ạ. Ở điểm cao nhất là xấp xỉ 35 cm. Đó, 35 cm. Và chiều ngang lớn nhất của chú kỳ lân này là khoảng 30. Và em xin thông báo lại là với mức giá là 4 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Một chú kỳ lân phong thủy rất đẹp. Chú kỳ lân này rất thích hợp để quý vị và các bạn để trên ban thờ thần tài. Đặc biệt là quý vị và các bạn chơi về phong thủy thì đây là một chú kỳ lân rất đẹp luôn. Tất cả những điểm vàng này được làm bằng vàng quý vị nhé. Nó là vàng thật ạ. Và đó, những cái vàng thật này, nó sẽ tạo nên giá trị của chú kỳ lân này. Và với mức giá là 4 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 4 triệu rưỡi ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và cái đến thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một cái bình hãm trà của Nhật. Chúng ta có thể dùng cái bình này để pha trà được và pha cà phê, pha trà. Thông thường thì cái bình này để pha trà luôn. Và nó có hai chế độ, một chế độ giữ nóng và một chế độ giữ lạnh quý vị nhé. Hàng made in Japan ạ. Hàng made in Japan quý vị nhé. Từ made in Japan em sẽ quay chi tiết cái từ made in Japan để quý vị và các bạn không phải lăn tăn gì ạ. Made in Japan. Đó. Số series của thùng của bình pha trà là 00800014 quý vị nhé. Cái này thì chúng ta không cắm điện quý vị nhé. Nó chỉ là bình pha trà thôi. Chúng ta có nước sôi thì chúng ta rót vào đây cho trà vào. Đầu tiên thì quý vị và các bạn mở lắp ra. Đó. Sau đó chúng ta cho trà vào, chúng ta rót nước sôi vào. Là xong thôi. Chúng ta không cần phải cắm điện ạ. Và cái dung tích của cái bình này là... Dung tích của bình là 3 lít, là 2 lít 2 quý vị nhé. 2,2 lít ạ. Cái số nó hơi mờ thì không biết là quý vị và các bạn nhìn có rõ không. Và ở góc quay này thì em quay nó chi tiết và rõ ràng hơn này. Hàng made in Japan, 2,2 lít quý vị nhé. Và cái bình này thì em đã cho nước vào sẵn. Sau khi quý vị và bạn cho nước vào thì chúng ta rót thôi. Chúng ta bấm vào là nước nó chảy thôi. Bằng cơ quý vị nhé. Đó. Ok.
nước rất sạch và rất trong. Và cái bình này thì em xin thông báo em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. 3 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 3 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và tiếp tục thì em sẽ review và giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc radio của hãng Sony. Như quý vị và các bạn cũng thấy trên màn hình, đây là một chiếc radio của Sony rất đẹp luôn ạ. ICF-870V và nó bắt được 4 đài UHF, VHF, FM và AM. Và tần số của nó là 90.123 quý vị nhé. 92.123, em xin lỗi. Tần số FM là 92.123. Và 123 này thì nó tương đương với tần số 108. Và khi quý vị và các bạn chơi những chiếc radio như thế này thì về Việt Nam chúng ta sẽ bắt được cả radio ở bên Việt Nam nữa. Hàng made in Japan quý vị nhé. Máy rất đẹp luôn. Hàng made in Japan. Điện 100V. Đây là dây nguồn của máy. Chúng ta có thể cắm điện 110 được. Dây nguồn của máy. Và cái radio này thì em xin thông báo em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu. 3 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 3 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Với 3 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và chiều ngang của máy là 25cm quý vị nhé. Và chiều cao của máy là 14,5cm. Và chiều sâu của máy là khoảng 6cm quý vị nhé. 3 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 3 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Với 3 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà. Và tiếp tục thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ đeo bàn. Đây là một sự kết hợp giữa điện tử và cơ học quý vị nhé. Như quý vị và các bạn cũng đang thấy trên màn hình. Đây là một chiếc đồng hồ đeo bàn rất đẹp, rất độc và lạ luôn ạ. Rất long lanh và lấp lánh. Và đây là mặt bên trái của đồng hồ. Quý vị và các bạn thấy lớp kim loại rất là mới. Cái đồng hồ này thì được làm bằng kim loại quý vị nhé. Đế bằng kim loại, tất cả bằng kim loại và xung quanh là kính. Mica giả kính. Kim loại và mica giả kính rất đẹp luôn ạ. Và đây là mặt bên trên của máy rất là mới. Không có một tì vết ạ. Và đây là hồi bên phải của máy quý vị nhé. Quý vị để ý thật kỹ em cái lớp mạ chrome vàng cực kỳ là mới, rất bóng và long lanh luôn. Rất đẹp. Và đây là nhược điểm duy nhất của máy này. Đó, ở đế nó có mấy vết chấm thôi. Đó, em cũng chưa tẩy trang đâu ạ. Em mua ở tiệm như thế nào về em review đến toàn thể quý vị và các bạn. Em chưa có thời gian để tẩy trang luôn. Và sau khi quý vị và các bạn chốt đơn được thì em sẽ chốt đơn được, em sẽ tẩy trang cho quý vị và các bạn. Đây là một máy rất độc và lạ. Nó là một sự kết hợp giữa điện tử và cơ học. Em sẽ mở cái lắp này ra để quý vị và các bạn nhìn thấy bộ cơ bên trong. Thì đầu tiên là quả pin. Quả pin nó sẽ làm xoay con xoay. Và con xoay sẽ tác dụng một lực cơ học lên hệ thống bánh răng. Và hệ thống bánh răng sẽ truyền lực ra các kim. Kim giờ, kim phút. Rất hay. Đây là một sự kết hợp giữa điện tử và cơ học. Đây là mẫu đồng hồ rất là hiếm quý vị nhé. Và điều đặc biệt là chiếc đồng hồ này nó chạy rất chính xác luôn. Chạy cực kỳ chính xác luôn. Và chiếc đồng hồ này thì em xin thông báo là em bán về Việt Nam với mức giá là 4 triệu. Với mức giá là 4 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 4 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Với mức giá là 4 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà. Và nó có chiều cao là xấp xỉ. Chiều cao của máy là xấp xỉ 23,5cm. Và chiều ngang của máy là xấp xỉ 17cm. Và chiều sâu của máy là xấp xỉ khoảng 9,5cm. 4 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 4 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và đây là một mẫu đồng hồ Seiko cũng rất đẹp luôn. Được làm hoàn toàn bằng kim loại bên ngoài quý vị nhé. Máy rất đẹp, có 3 kim, kim giờ, kim phút và kim giây. Hàng made in Japan ạ. Và cái đồng hồ này nó có chiều cao xấp xỉ khoảng... Điểm cao nhất của nó là 25cm quý vị nhé. Điểm cao nhất là 25cm. Và chiều ngang của máy là 16cm. Rất đẹp luôn ạ. Và độ sâu của máy là xấp xỉ 8,5cm. Và chiếc đồng hồ này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Kim loại rất đẹp luôn ạ. Và đây là mica giả kính quý vị nhé. Đây là mica giả kính. Cực kỳ đẹp luôn. Rất long lanh và lấp lánh.
3 triệu rưỡi là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 3 triệu rưỡi ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Kế đến thì em sẽ review đến toàn thể quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ Seiko nữa mà trong video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến toàn thể quý vị và các bạn. Và chiếc đồng hồ Seiko này thì nó là sự kết hợp của Meca giả kim loại và kim loại. Đây là Meca giả kim loại quý vị nhé. Đây là kim loại, bên đây là kim loại và ở dưới là Meca giả kim loại. Và hệ trong là hệ thống quân xoay rất đẹp luôn. Và chiếc đồng hồ này thì em bán về Việt Nam với mức giá là 2 triệu. Em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Với 2 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà luôn, nếu như quý vị và các bạn chuyển khoản đủ. Còn khi quý vị và các bạn ship code là em sẽ không bao có tiền cước nội địa nhé. Máy rất đẹp, rất mới luôn, không một tì vết. Em quên đo chiều cao nhỉ. Em sẽ đo chiều cao để quý vị và các bạn quan sát được. Chiều cao của máy là xấp xỉ khoảng 28 cm. Và chiều ngang mặt lớn nhất, chiều ngang điểm lớn nhất của máy là 18 cm quý vị nhé. Đó, chiều ngang điểm lớn nhất là 18 cm. Và 2 triệu là em sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Và độ sâu lớn nhất khoảng 9 cm. 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Và cái sản phẩm cuối cùng trong video ngày hôm nay đó là một chiếc đồng hồ của Citizel, cũng rất đẹp luôn. Đây là Meca giả kim loại và ở trên là Meca giả đá quý vị nhé. Và bên cạnh là Meca giả kính và bên bên phải cũng là Meca giả kính, ở dưới cũng là Meca giả đá, rất đẹp luôn ạ. Và chiếc đồng hồ này thì em bán về Việt Nam với mức giá 2 triệu. 2 triệu là em cũng sẽ bao đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Và chiều cao của máy là xấp xỉ khoảng 29,5 cm. Và bề ngang lớn nhất của máy là khoảng 20 cm. Và với mức giá là 2 triệu là em sẽ đóng đường bay về tận nhà cho quý vị và các bạn luôn. Ngoài 2 triệu ra thì quý vị và các bạn không cần phải thanh toán bất kỳ một khoản chi phí nào. Máy rất đẹp, rất mới luôn. Hệ thống quân xoay cũng rất đẹp. Quý vị và các bạn ưng được cái sản phẩm nào xin vui lòng cứ chụp màn hình lại sau đó gửi vào Zalo cho em. Và đây là cái catalog hướng dẫn sử dụng của máy. Quý vị và các bạn tạm dừng tay lại một giây lát và nhấn cho em một like và nếu có thể nhấn cho em một lượt đăng ký. Em xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Và trong video thì em hay xin like bởi vì mỗi một lượt like của quý vị và các bạn là YouTube họ sẽ chia sẻ những video của em rất là nhiều. Chính vì thế em cảm ơn quý vị và các bạn đã like và share video của em. Và video ngắn của em xin phép được kết thúc tại đây. Một lần nữa thì em xin cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi cái video ngắn này. Cũng như quý anh chị và các bạn đã like và share video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong những video kế tiếp.